nên chúng ta phải làm cái xét nghiệm về đường máu để định lượng đường máu có cao hay không. Và cái thứ hai là tôi sẽ làm cho chị về đường máu trung bình 3 tháng để xem là chị đã bị đái tháo đường từ lâu chưa và hiệu quả điều trị sẽ đi đến đâu. Cho nên hôm nay tôi sẽ kiểm tra cho chị thêm cái mỡ máu và một cái xét nghiệm không thể bỏ qua được, đấy là đánh giá cái xét nghiệm về chức năng thận. Và một cái xét nghiệm nữa mà tôi phải làm cho chị là cái xét nghiệm về chức năng gan, và một cái xét nghiệm mà không thể bỏ qua được, đấy là tôi sẽ làm cho chị cái nước tiểu, thuốc máu. Đấy là xét nghiệm về máu chị ạ. Thế còn nữa, để kiểm tra được cái tình trạng sức khỏe của chị có liên quan đến tháo đường thì tôi phải chụp tim phổi cho chị, làm điện tim, làm siêu âm tim. Máu trung bình của chị là 7,8, thì men gan của chị nó còn bình thường và chức năng thận cũng chưa có vấn đề gì.